mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc Formosa với chủ đề Nghiệp chướng và định nghiệp có gì khác nhau. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyền 4 Hôm nay có một đệ tử hỏi tôi: "Sư phụ, sư phụ nói họ tâm ấn rồi, năm đời thân nhân được siêu sanh, nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp có thể được tiêu trừ. Như vậy không phải Phật đã nói, định nghiệp không thể chuyển được chăng?" Định nghiệp khác với nghiệp chướng, Phật nói chẳng sai. Định nghiệp đúng thật không thể chuyển. Nghiệp chướng là chỉ ý thức của a lại gia thức là sự ghi nhớ đời đời kiếp kiếp chúng ta mang theo. Thọ tâm ấn rồi, tất cả sự ghi nhớ hay ý thức trong a lại gia thức đều có thể được tiêu trừ. Nói cách khác là nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn được tiêu trừ. Nhưng kiếp này chúng ta vẫn còn định nghiệp. Khi định nghiệp tiêu, chúng ta tức khắc được lìa khỏi thế giới, bởi lẽ không còn nghiệp báo của đời này. Chúng ta không còn lý do ở lại thế giới này nữa. Vì có định nghiệp đời này nên chúng ta vẫn còn tiếp tục sống để mà tu hành độ chúng sanh. Nếu như chúng ta có nghiệp chướng mà không có cách tiêu trừ thì làm sao thành Phật được? Không có cách tiêu trừ nghiệp chướng thì không cách nào giải thoát. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì được giải thoát. Chắc chắn là có thể cải biến được nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp. Nếu không, Phật Thích Ca Mâu Ni làm sao thành Phật được? Đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni theo Ngài xuất gia rồi trở thành A-La-Hán bởi vì nghiệp chướng đã được tiêu trừ. Nhờ vào sức gia trì của Phật mới khiến cho họ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã đắc quả vị. Nhiều người đọc Kinh Kim Cang không thấu hiểu nghĩa Kinh hoặc hiểu lầm, bị Kinh điển cột chặt, sinh ra cố chấp. Đọc Kinh như vậy còn có ý nghĩa gì? nghiệp có thể chuyển được. Nếu không tại sao Phật Thích Ca Mâu khuyên người ta xuất gia thành một người cao quý? Nếu như không thể chuyển nghiệp, Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ không thâu nhiều đệ tử có thân phận khác nhau. Lúc Đức Phật còn tại thế, xã hội được chia làm bốn đẳng cấp, bà La Môn, quý tộc, thương gia và nô lệ. Thời đó, những người thuộc giai cấp nô lệ không thể cùng ăn cơm, kết hôn, hoặc làm bạn với người quý tộc. Nhưng Đức Phật đã bất chấp. Ngài cho rằng chỉ cần những người nô lệ xuất gia và tu hành đàng hoàng cũng là có thể thành những người có thân phận cao quý. Phật Thích Ca Mâu Ni biết có thể cải biến được nghiệp chướng. Theo Phật xuất gia, nhất định có thể thực hiện điều này được. Thời đó có rất nhiều người phản đối tư tưởng của Ngài, cho Ngài là ngoại đạo, cố chấp phá hoại chế độ xã hội và rất nhiều người trách mắng ngài. Phần đông người Ấn Độ đều học tứ vệ đà. Với họ, nghèo là nghèo, giàu là giàu, cho nên định nghiệp và nghiệp chướng không thể chuyển được. Đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Định nghiệp là gì? Thí dụ, một người làm nghề ăn xin, đó là định nghiệp của họ. Đã chủ định người này sẽ là như vậy đó là luật của vũ trụ. Người tu hành có thể chuyển định nghiệp, tuy không thể chuyển biến hoàn toàn, nhưng có thể thay đổi chút ít. Thí dụ, có người được định là sẽ bị giết, nhưng có thể chuyển thành bị phỉ bán, bị đánh, bị chặt cánh tay hay ngón tay. Tam tạng có một lúc bị bệnh, Ngài rất thành tâm sám hối. Sau đó trong mộng có một thánh nhân cho biết, không sao đâu, bệnh này là để tiêu trừ nghiệp chướng. Chúng ta theo một vị đại sư phụ tu hành, phước báu của vị này có thể cải biến định nghiệp của chúng ta, cho nên theo Phật học sẽ rất mau thành A-La-Hán, Thinh Văn, Bồ-Tát, vân vân. Sư tổ của tôi có một đệ tử sau này trở thành sư ông, cũng là một vị đại sư. Có một ngày, ngày từ trên ngựa té xuống, bị chật xương, rất đau đớn mà chữa không hết. Một vị sư tỷ thấy vậy mới đi báo với sư tổ. Sư tổ nói để thầy cha coi. Rồi mới tọa thiền một ngày. Khi xuất định mới nói với vị sư tỷ. Định nghiệp đã chuyển từ 5 năm thành 5 tháng. Trong hàng đệ tử của tôi cũng có chuyện đó. Tôi bảo khỏi cần mổ. Rốt cuộc đã tránh được chuyện mổ xẻ phiền phức này. Đối với người thường thì định nghiệp không thể chuyển nhưng thật ra điều này có thể làm được. Nếu có sự giúp đỡ của một vị đại sư, nằm mộng cũng là một trong những phương cách để trả định nghiệp. Ví dụ trong mơ thấy mình bị chém, chảy máu. Có người khi tu hành gặp nhiều cản trở đôi lúc quá sức chịu đựng. Lý do là bên cạnh định nghiệp còn có nghiệp mới, nên khó chịu đựng hơn người thường. Muốn vượt qua trở ngại này ngày ngày phải thiền quán âm 2 tiếng rưỡi để tiêu trừ nghiệp mới. Điều này có người sẽ cho là rất khó thực hiện được. Họ sẽ mượn cớ. Thứ nhất, thân thể không khỏe. Thứ hai, không có thì giờ. Thứ ba, bị sự việc bên ngoài quấy nhiễu. Nếu không theo đúng thời gian tôi quy định để tọa thiền, nghiệp mới sẽ tăng dần mãi. Người thường khi tạo nghiệp, nghiệp báo chưa xuất hiện liền, mà phải đợi tới kiếp sau mới có. Nhưng người tu pháp môn Quán âm, nếu muốn cầu một đời giải thoát, định nghiệp và nghiệp mới sẽ cùng xuất hiện. Người thường tạo nghiệp, phải tái luân hồi để thọ báo, nên nghiệp chướng chưa hiện tiền nhanh chóng, còn người tu pháp môn Quán âm, vì không muốn tái luân hồi, nên nghiệp chướng phải được thanh trừ hết trong một đời, kể cả nghiệp mới đã tạo. Thí dụ Mục Kiền Liên có thần thông hạng nhất. Ngài không những có thể vận dụng thần thông để thấy được nhiều cảnh giới, mà còn biết dùng thần thông kiềm chế ngoại đạo. Phật Thích Ca Mâu Ni từng cảnh cáo Ngài, không cho Ngài sử dụng thần thông, nhưng Mục Kiền Liên không nghe, cuối cùng bị ngoại đạo dùng đá đè chết. Đó là nghiệp mới Ngài đã tạo. Cho nên, có thần thông cũng không dụng ích gì. Hễ tạo nghiệp là nhất định phải trả. Đôi khi có bệnh cũng là một thứ phước báu, cho nên không nên dùng lực lượng tu hành để chữa bệnh. Làm vậy là trái với luật thiên nhiên. Thân thể còn thì còn thần thông, thân thể mất thì thần thông cũng tiêu luôn. Đó không phải là cứu cánh. Thần thông tối cao là không biết có thần thông. Độ người nhưng không có người được độ. Học trò của tôi đều có thần thông khi tôi nhìn quý vị một cái là đã gieo duyên với quý vị rồi nên khi quý vị rời khỏi thế gian sẽ không bị xuống địa ngục thần thông tối cao là cảnh giới vô ngã vô hình vô tướng có ta tức là ngoại đạo không hợp với vũ trụ có thể phối hợp với vũ trụ tức là chân lý đó cũng là luật thiên nhiên như mặt trời chiếu sáng tại địa cầu như xuân hạ thu đông tứ thời vận chuyển có nhiều đệ tử thấy tôi qua nhiều hình dáng khác nhau sự thật tôi vẫn là dáng này nhưng vì chúng sanh sở kiến bất đồng tâm niệm bất đồng đẳng cấp bất đồng nên kết quả khác nhau tất cả đều do tâm tạo định nghiệp và nghiệp mới tạo đều có thể chuyển được nhưng người thường không thể làm được điều này mà chỉ có người tu hành mới có thể chuyển người tu hành cũng có khác biệt pháp môn khác nhau, đẳng cấp khác nhau. Đa số thầy cũng có nhiều đẳng cấp. Một vị thầy bình thường không có nhiều lực lượng lắm, không thể chuyển định nghiệp của chúng ta, nhưng chúng ta có thể nghe họ nói những đạo lý tốt, làm việc đạo đức, rồi không chừng kiếp sau có thể gặp vị đại sư có lực lượng lớn. Nếu ngài là Bồ Tát hóa thân thì có thể chuyển tất cả nghiệp chướng. Lục tổ Huệ năng và thần tú là hai người hoàn toàn khác nhau về trí huệ và lực lượng tu hành đại lục trung quốc có rất nhiều thiền sư và người xuất gia nên việc thần tú trở thành quốc sư không phải chuyện dễ nhưng đẳng cấp của ngài không cao bằng huệ năng thần tú là đại biểu cho những thiền sư thường còn huệ năng là người duy nhất khai đại ngộ ngài nói bồ đề bổn vô thọ Minh kiến diện phi đài Bổn lai vô nhất vật Hà xứ nhạ trần ai Cho nên Ngài nói Đâu có gì là minh kiến Và người đắc đạo không có nghiệp chướng Những lời này Các thiền sư khác không dám nói Tư tưởng của Ngài Huệ Năng Khác với những thiền sư khác Biểu thị đẳng cấp chênh lệch nhau rất xa Trong mỗi một đời không thể có xuất hiện quá nhiều đại sư Ấn Độ lớn như vậy, 2.000 năm trước, chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni và Duy Ma Cật là hai vị đại sư. Đại lục Trung Hoa chỉ có Huệ Năng là nổi danh nhất. Nhưng thời đó, nhiều người phê bình Ngài, vì bán Ngài là ngoại đạo. Có nhiều người đọc kinh điển rất chấp trước, không biết rằng kinh điển còn tùy đẳng cấp khác nhau của chúng sanh mà nói. Có một ngày, có một người đến hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni một câu hỏi. Ngài trả lời như nhau. Sau đó, có người khác đến hỏi cũng câu hỏi đó. Phật trả lời không như nhau. Đệ tử Ngài lấy làm lạ, sao lại cùng một vấn đề mà câu trả lời lại khác nhau? Phật Thích Ca Mâu Ni nói, chuyện này có quan hệ gì tới con? Từ đó cho thấy, đẳng cấp khác nhau nên câu trả lời cũng khác nhau. Có nhiều người không hiểu được chân tướng sự việc, không tin lời đại sư nói, còn phỉ báng ngài và nói ngài là ngoại đạo. Thật ra, tại chúng ta không hiểu rõ ngài. Muốn phê bình một người nào, cần phải tìm hiểu họ một thời gian mới có thể kết luận về họ được. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp 49 năm có nói những gì ta nói chỉ bằng một nắm lá trong tay, chỉ trong một hai ngày hay một hai năm mà hiểu một vị đại sư làm sao được? Muốn thật sự hiểu biết vị đại sư, cần phải có đẳng cấp như ngài mới có thể hiểu được. Hôm nay giảng đến đây thôi, có câu hỏi không? Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và Thính Chúng trong buổi thuyết giảng tại Đài Bắc Formosa với chủ đề Nghiệp chướng và định nghiệp có gì khác nhau. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí quyết thích khắc thay ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thiền, quyển bốn. vấn Thông thường tụng kinh đều có hồi hướng không? Chúng ta tọa thiền có thể hồi hướng không? Thanh Hải Vô Thượng Sư trả lời Có thể, đó là lòng tốt của chúng ta Do đó cũng sẽ có lực lượng gia hộ Vấn Sư phụ, con là người mới học Phật Con vốn là tín đồ Thiên Chúa Gần đây vì vợ con mới chuyển niềm tin sang Phật giáo Con mới vào cửa Phật Vậy phải đọc sách nào mới tốt?" Thanh Hải Vô Thượng Sư trả lời, "Không cần đọc sách gì cả, cố công tọa thiền là đủ rồi. Nhưng nếu muốn đọc cũng được, bản thân tôi là quyển sách tốt nhất. Đến gặp tôi là được rồi." "Vẫn. Con muốn nhà, bà vợ chủ nhà mới qua đời và bài vị được đặt ở phòng khách. Gần đây vợ con trong mình không được khỏe, điều này có quan hệ gì với bài vị này không?" thanh hải vô thượng sư trả lời có nhưng tu hành rồi sẽ khỏi vợ anh đã ăn chay chưa có tu hành không nơi nào cũng có phật và cũng có ma tu hành tốt thì dù là nghĩa địa hay là chỗ ma cũng không sợ không tu hành thì dù là phật đường cũng có ma quỷ cho nên tu hành quả thật là điều rất quan trọng nếu muốn cải biến tất cả mọi việc thì phải tu hành. Muốn liễu thoát sanh tử thì càng phải tu hành hơn. Quý tín giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải vô thượng sư tại Đài Bắc Formosa với chủ đề Nghiệp chướng và định nghiệp có gì khác nhau? bài đọc được trích từ bộ sách bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị quyển 4